Em chào toàn thể anh em đam mê đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy clip của em hay cho em xin một like anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Nay em lên được cho anh em 3 con chim, 1 con bổi và 2 con mộc dử. Toàn những con cũng rất là đẹp anh em ạ. Em cũng sẽ lên thông tin đầy đủ cho anh em tham khảo và lựa chọn. Anh em cố gắng bớt chút thời gian xem hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Con đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em là con ở lồng em mộc này. Con chim này thì là một con chim khoảng hơn 1 tháng lồng. Chim bộ trung to, bóng bộ rất là đẹp. Chim không có tật lối anh em ạ. Chim gốc Kim Bôi Hòa Bình. Con này hiện nay nó đang bị mất lửa rừng anh em ạ. Nhưng mà em thấy nó rất là bướng, rất là lăng xăng, rất là màu mỏ, hot giọng gọi nhưng mà màu mỏ. Em bắt về em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này là 800 anh em nhé. Đó, anh em nhìn thái độ rất là gấu anh em ạ. Anh em là ưng con này thì báo với em là con mộc bổi hơn tháng lồng giá 800k. Còn giờ em chuyển qua con thứ hai này cho anh em tham khảo. Con này thì hôm trước em đăng một lần rồi, nay em lại đăng lại cho anh em tham khảo. Con này là một con chim bộ to dài nhưng mà chưa phải khủng, giọng hot, thái độ bóng bộ anh em xem ở clip rất là ok anh em ạ. Này em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là bằng giá em bắt luôn anh em nhá, là 1.300.000. Tướng tá con chim rất là gấu anh em ạ. Thực sự với cái giá đấy mà một con chim mộc con này thì không nhầm là tầm 5 tháng lồng rồi anh em ạ, hơn 5 tháng lồng rồi. Thì em thấy nó quá ok anh em ạ. Rồi anh em nào mà ưng con này thì anh em bảo với em là con 1.300.000 anh em nhé. Còn giờ em chuyển qua cái con mộc dử này cho anh em tham khảo. Con này em thấy nó rất là hay anh em ạ. Nhìn cái nết của nó ấy. Con này thông tin của nó thì là một con chim khoảng hơn 1 năm lồng rồi anh em ạ. Một con chim bộ to dài nhưng mà cũng chưa phải khủng anh em ạ. To so với chú em thôi anh em nhá, còn so với nhiều chú nó chỉ thuộc dạng bộ trung to thôi anh em ạ. Con này thì tật lối của nó thì là khi mà anh em nào mà nhìn quá gần anh em phủ ba mặt áo anh em nhìn gần con chim cảm giác nó sẽ hơi ngưng ngược anh em nhá. Còn bình thường hoàn toàn nó không sao anh em ạ. Anh em nhìn con chim rất là nhanh nhẹn. Con chim này nó nhảy kiểu nhìn giống nhảy cóc anh em. Nhưng mà nhìn chân chiếc này kia nó không đâu thế nào anh em ạ. Vẫn bám bình thường, chân nhìn vẫn bình thường anh em ạ. Này là em kè với mấy con chim em nhốt ở lồng tập trung anh em nhé. Với cả một con mộc nữa. Chứ không phải là em kè chim cứng đâu anh em. Tại vì mộc bổi này anh em bảo nó chơi chim cứng thì nó rất là khó anh em ạ. Còn con này em bắt ở nhà người ta là nó dám chơi với chơi chim cứng. Tại vì là ở nhà người ta thì nó quen nhà rồi anh em. Nhưng mà bắt về nhà em thì em mới dám kè. Tại vì không may kìa chim cứng vào là nó hỏng mất con chim, với mất con chim lại không biết bao giờ nó hot head cho anh em ạ. Nhưng mà anh em nhìn nó chạy sướng không. Mặt mũi rất là bướng anh em ạ. Mặt cái mắt của nó ấy, cái mắt lồi anh em, mắt lồi mắt méo, vừa lồi vừa méo anh em ạ. Mà lông lá nó hơi kém, anh em nào mà bắt về thì phải chăm lại. Lông đuôi nó cũng kiểu sơ sát, lông mình của nó cũng thế anh em ạ. Về bắt lại chăm lại vụ sâu chơi. Anh em nhìn chạy
nói nhiều hay bảo nói hay hơn chim, nhưng mà anh em tự thẩm anh em nhé. Nhìn nó chạy sướng anh em ạ. Đó thì con này em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 2.600.000 anh em nhé. 2.600.000, anh em nào cảm thấy mấy con em đăng giá cả hợp lý, anh em thấy ưng vừa túi tiền thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà thấy đắt hoặc là anh em không ưng thì anh em lại chờ clip khác anh em nhé. Em rất là cảm ơn toàn thể anh em đã theo dõi và xem clip của em. Em chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào một clip tiếp theo. Đoạn clip vẫn còn rất là dài, anh em nào mà ưng thì cố gắng theo dõi để xem được cái thái độ của con chim này anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em.